Cửa số 8. Cửa số 8. À, mẹ đi vệ sinh thì mẹ vào đi. Cửa số 8 ngay gần đấy. Cẩn thận đập mặt, cẩn thận đập mặt con. Mãi nhìn quá. Không che mặt con. Nhìn đường ấy. Đi con. Đấy, nhà vệ sinh kìa, mẹ kìa, mẹ đưa túi đây con sách cho. Con mẹ nhìn thấy cái chữ nhà vệ sinh kia không? Đấy, đi đi đi. Cả có đi vệ sinh không con? Có à? Nào, cá mập kéo bạn lui ra đây. Đúng rồi. Rủ bạn vào nhà vệ sinh nữ. À, bạn đi vào nhà vệ sinh nữ không? Bác Hà cái kìa con kìa. Hello bác Hà. Bác Hà đâu con? Mẹ em đi vệ sinh.